hãy nhớ lắm, tối nào cũng nói chuyện FaceTime với mẹ, rồi nói thương má My nhiều, má My khi nào về, rồi khoe má My là hôm nay học sao, nhưng mà lại rất là tự lập, nghĩa là những cái việc mà bình thường đánh răng, rửa mặt, thay đồ, soạn cặp đi học là bà chỉ cho một lần, hai lần xong rồi tự làm hết, giống như là hầu như là ở nhà không có cần phải lo cho Suri cái gì hết. Và mẹ cũng có một điều muốn nhắn gửi với Suri đó, mình cùng xem nhé. Dạ. Hello Honey, bây giờ Mami phải cho Honey coi hành lý của Mami chuẩn bị đi về Việt Nam này nha. Đây là một thùng 30kg, còn đây là một bịch khổng lồ Honey ơi, dành cho công chúa của Mami đây. Đây, thấy một bịch khổng lồ không? Đây rất là khổng lồ, chiếm hết gần nửa trọng lượng. Mami chúc cho Honey ngoan ngoãn, vui vẻ, lúc nào cũng là một cô bé vô tư, hồn nhiên. Thương yêu ông bà ngoại, thương yêu bà Chung, thương yêu em Bu nè. Honey đừng có lo lắng hay buồn phiền gì hết nha. Tại vì Mami sẽ về thăm Honey thường xuyên nè, hoặc là Mami sẽ cho Honey qua đây thăm Mami. Cho nên là Honey đừng có buồn nha. Với lại Mami sẽ đưa Honey qua đây trong vòng 2 năm nữa. Cho nên là Honey cứ tranh thủ thời gian này ở Việt Nam, vui chơi với bạn bè, dành thời gian trong bà ngoại nè, ăn những món mình thích nè, tại vì bên Úc là không có những món của Việt Nam đâu nha, cho nên Honey phải tranh thủ ăn uống cho đã đi, không có gì phải buồn phiền hết nha. Nhưng lúc đó chắc là con sẽ chuyển cái nỗi nhớ Mami sang nỗi nhớ ba Chung, chắc phải đem theo ba Chung quá. Rồi tôi đang rất lo là ba Chung sẽ khóc bao nhiêu đêm đây. Ba Chung sẽ mang theo cả bé Bu nữa, là em của Suri đó chứ. Ba Chung ở đây mà nhớ thương chắc con thế. Là tao nói không viết nổi bài hát nào đâu con ơi. Phải hạnh phúc á, phải vui vẻ ba mới viết nhạc được. Dạ. Thôi đó là chuyện tương lai ha. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà buộc phải xa con một khoảng thời gian nào đó mà để cho cuộc sống con tốt hơn thì chắc ba cũng sẽ phải lựa chọn điều đó thôi. Đúng rồi. Còn hiện tại giờ cha con ở gần nhau thì mình cứ tận hưởng giây phút này. Ví dụ như 2 năm nữa con sẽ sang bên kia cùng mẹ, thì cái điều quan trọng nhất mà trong lúc con sống xa ba Chung, con muốn nói với ba Chung á, con muốn nói cái gì Suri? Dạ con muốn nói với cha là con yêu cha rất là nhiều. Con yêu cha rất là nhiều. Khi mà con thấy mẹ là một nhà văn thì con thấy rất tự hào và con cũng muốn được như mẹ. Một tiểu thuyết gia nhí với một thế giới riêng. Mẹ chính là người truyền cảm hứng để cho con viết cuốn sách. Đầy màu sắc sáng tạo nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương gia đình. Mẹ ủng hộ con, mẹ bảo rằng đấy là ước mơ của con không được thay đổi. Con cảm thấy mẹ cũng như một người bạn của con vậy. Điều Con Muốn Nói với câu chuyện về người truyền cảm hứng cho nhà văn 11 tuổi Cao Việt Quỳnh. Điều Con Muốn Nói được phát sóng vào lúc 20h30 phút thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 trên kênh VTV9.